Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập ngữ văn lớp 7 trang 18 đến trang 20. Bài 2, bố cục trong văn bản. 1. Hãy ghi lại bố cục của truyện cuộc chia tay của những con búp bê. Bố cục ấy, theo em, đã rành mạch và hợp lý chưa? Có thể kể lại câu chuyện ấy theo một bố cục khác được không? Như vậy thì bố cục của truyện cuộc chia tay của những con búp bê, đoạn đầu, đoạn 1 là từ đầu đến hiếu thảo như vậy, cảnh hai anh em chia đồ chơi. Đoạn 2 là đoạn tiếp theo đến trùm lên cảnh vật, Thủy chia tay lớp học. Đoạn 3 còn lại, hai anh em chia tay với nhau. Thì bố cục ấy đã rành mạch và hợp lý, có thể kể câu chuyện ấy theo trình tự thời gian, quá khứ đến hiện tại. Hai, có một bạn được phân công báo cáo kinh nghiệm học tập tại hội nghị học tốt của trường. Bạn ấy dự định viết bản báo cáo theo một bố cục 3 phần ở sách giáo khoa trang 30-31. Bố cục trên đã rành mạch và hợp lý chưa? Vì sao? Thầy em có thể bổ sung thêm điều gì? Một bạn học sinh định viết văn bản báo cáo kinh nghiệm học tại hội nghị học tốt của trường như sau. Mở bài: chào mừng các đại biểu, các thầy cô và các bạn tham dự hội nghị. Thân bài: nêu rõ bản thân đã học thế nào trên lớp, nêu rõ bản thân đã học thế nào ở nhà, nêu rõ bản thân đã học thế nào trong cuộc sống. Nêu thành tích trong hoạt động đội và thành tích văn nghệ của bản thân. Kết bài: chúc hội nghị thành công. Thì như vậy các em thấy rằng ở đây cái bố cục trên chưa hợp lý, chúng ta có thể bổ sung như sau. Mở bài là thêm phần giới thiệu họ tên, đề tài báo cáo sau lời chào, thân bài không nên cho mục 4. Kết bài khái quát lại những kinh nghiệm học tập đã trình bày. Rồi tiếp theo câu 3, em chọn bố cục nào trong hai bố cục sau của phần thân bài miêu tả cảnh đẹp Hạ Long, tại sao? Thì các em sẽ xem cái bố cục ở trong sách giáo khoa, thì chúng ta sẽ trả lời. Em chọn bố cục B vì lựa chọn bố cục này, các ý được sắp xếp có cơ sở thống nhất, miêu tả từng thành tố trong cảnh đẹp Hạ Long, các ý không bị lặp lại trùng lặp với nhau,